Hello các bạn, bữa nay Móp TV làm cái bài thuốc số 8 hỗ trợ bướu cổ. Các bạn coi cái cây tàu bay. Bữa nay tôi giới thiệu cho các bạn cái cây tàu bay nhé. Các bạn nhìn cái bông nó nè. Đó, cái bông nó, cây tàu bay đó. Đó, cái lá của nó nè, đưa gần cho các bạn coi. Nó cũng có một, nó có vài loại nhé. Có cái loại kia thì nó lá nó to lắm, còn cái loại này thì lá nó vừa nhỏ thôi. Nhưng mà tôi vẫn khuyên các bạn dùng cái loại cây mà cái lá nó vừa nhỏ vậy nha. Đó, cái lá nó vừa nhỏ vậy nè. Đó, cây rau tàu bay. Trong rau tàu bay á, nó có rất là nhiều chất và nó hỗ trợ cho ta dùng cái lá tươi của nó để ta sắc, thì nó hỗ trợ cho chữa bướu cổ nha các bạn. Đó, tôi cho các bạn coi lại cái thân lá nó một lần nữa nè. Đừng u đi đá tùm lum vậy. Đấy, cái bông của nó này các bạn. Cái bông của nó này, đấy, cái bông của nó đấy. Các bạn nhìn thử nha. Thế bây giờ tôi cầm này đi rồi tôi nói luôn đi ha. Cây rau tàu bay á, người ta cũng có thể làm thức ăn hàng ngày luôn. À, nó mọc hoang dại, không có trồng làm rau. À, mọc hoang dại ở trong những cái vùng rừng hoặc là vùng miền quê. À, cái cây này cái khi nó ra bông xong rồi lát hồi nó nở ra những cái bông bông, nó phát tán đi khắp nơi, trồng được khắp nơi à. Đó, à, cây này nó còn có cái tên gọi nữa là cây kim thất nha các bạn. À, riêng cái cây này thì cách thức ta làm thuốc như sau, và trong cái dược chất nó thì bây giờ tôi nói cái cách thức mà làm thuốc trước ha. À, ta sẽ dùng 20g lá của cây rau tàu bay. Ta dùng 25 lá cây rau tàu bay để chúng ta 25g khô nha các bạn. 20g khô ta cho chừng khoảng 1 lít nước. À, ta nấu nó còn khoảng 75ml nước nữa là vừa. À, thì ta đem nấu ta dùng suốt ngày. Ta uống thay nước nha các bạn. Đó, ta thay nước suốt ngày. À, các bạn coi cái bông của nó. Đó, đó là ta dùng 20g lá khô, hoặc là thân và lá nó cũng được nha. Đó, nói chung với nhau, vì trong cái chất của cái cây này á, khi ta uống vào nó làm sao? Nó làm hỗ trợ là mềm cái bướu ở cổ ra. Nó làm mềm cái bướu ở cổ ra. Nếu trong vòng 2 tháng khi các bạn sắc thuốc uống á, thì các bạn nhớ này, chúng ta chỉ làm trong vòng 2 tuần chúng ta uống, xong rồi 2 ngày chúng ta nghỉ, và chúng ta làm đều đặn như vậy liên tục trong vòng 2 tháng. Vì khi trước khi chúng ta uống, chúng ta phải đi siêu âm coi là coi cái khối u bướu cổ chúng ta là nó kích thước bao nhiêu. Rồi đến khi 2 tháng sau chúng ta coi cái kích thước của nó sẽ nhỏ đi. Đó là cái kết quả khi uống cái lá rau tàu bay này, cây kim thất nha các bạn. Đó, nhà tôi thì tôi trồng miết rồi, nó được 2 cây, một cây to nghèo nè, đó, cây cao nghèo, cây thân nhỏ, lá nhỏ thôi. À, cái thứ mà lá nhỏ nó cao cái này tầm 1 thước à. À, cao trên tầm thước thôi đó. Còn có một loại nữa lùn hơn nhưng mà lá nó to đành nè. À, chúng ta dùng lấy cái để nó có cái chất ở trong cái cây rau tàu bay này á, thì nó có nhiều cái chất vitamin A, vitamin C, nó là cái chất mà là chống, coi như là chống cái ung thư á, rất là tốt. Nó ở đây nó có những cái có 91,3% là về nước. Và trong cái thân cây á, nó 91,3% về nước. Nó có 0,9 là về cho là chất cho đó. Chất sắt của nó rất là ít. Thế nhưng mà ở đây nó có tới 1,9% glucid. 1,9% glucid nha các bạn. Rồi 1,6% cellulo á. Khi mà các bạn dùng cái này á, nó có những cái chất rất là quan trọng. Chẳng hạn như là canxi nó có 81mg phần trăm canxi, 25mg phần trăm phốt pho, và 2,2 đến 2,4 cái phần mà protein, 10mg phần trăm vitamin C. Đó là nó là khử cái gốc tự do đó. Khử cái gốc tự do. Và ở đây bạn nó cái chất mà A và vitamin A và C ấy, nó chống oxy hóa và nó khử cái gốc tự do. Cái gốc tự do nó thường nảy sinh ra là để nó sinh hoạt, nó hoạt động, nó tạo thành những cái khối u độc. Từ những cái gốc tự do đó nó tạo thành những cái khối u ác tính đó các bạn. Đó, ở đây ta uống lá tàu bay rất là tốt.
rất là tốt. Nhưng mà tôi nhắc nhở các bạn nè, cái gì nó tốt các bạn phải coi nghe cái cơ địa của mình nó có thích ứng không. Nếu nó không thích ứng chúng ta phải ngừng lại ngay, ngay sau khi mà ta uống 1 đến 2 ngày đầu tiên mà ta cảm thấy, nếu mà cái trường hợp mà ta uống nó không thích ứng á, hoặc là uống mà quá liều, nó sườn như thế này này, nó chóng mặt, nó nhức đầu, nó ù tai và nó có hiện tượng nôn ọe, đó là các bạn để ý cái trường hợp đó nha. Và để ý nữa này, cái cơ địa mỗi người nó thích ứng cho chúng ta, nó thích ứng, nó tùy cơ địa nó thích ứng nữa, để ý như vậy. Tôi có làm bài này là bài thuốc số 8 để hỗ trợ cho chữa bú cổ nha các bạn. Thành ra các bạn theo dõi cái nào mà nó hỗ trợ, nhớ nha các bạn, nó chỉ hỗ trợ, nó không hề là chữa nha các bạn, nhớ nha. Nó chỉ hỗ trợ giống như các bạn giặt một đống quần áo thù lù ra đi, xong rồi có cái người, bây giờ các bạn giặt bằng tay đi, lại có người xả bằng nước cho các bạn nữa, thì nó đỡ mệt hơn. Đó, chẳng hạn như vậy, rồi có người đứng vắt nước nữa cho các bạn, nó đỡ cực hơn. Đó, cứ ngồi sạc sạc này nó cực, một mình làm hết rồi nó cực. Đó là nó chỉ hỗ trợ thôi nha các bạn. Nhớ nghe lời tôi dặn là các bài thuốc nam bất kỳ của ai đăng lên cũng đều như thế, nó không chữa bệnh, nó chỉ hỗ trợ. Và khi dùng cái nước uống của cái cây lá tàu bay này, cây kim thất này, thì nó có cái công dụng là nó làm mềm đi chỗ cái khối u ở cổ, nó làm mềm đi, và trong vòng 2 tháng ta đi kiểm tra thấy cái khối u nó sẽ thu nhỏ lại nha các bạn. Đó là những cái. Còn bản thân các bạn ở nhà quê cũng có thể dùng cái lá tàu bay này, người ta nấu canh ăn hàng ngày, và người ta làm gỏi với lại hoa chuối á. Cái hoa chuối nó ra hoa đó, các bạn lấy cái búp hoa chuối đó sắc làm gỏi nộm với cái này ăn hàng ngày. Còn bản thân nó có nhiều chất lắm, nó có nhiều chất để mà nó chữa. Nhưng mà bài này tôi tập trung vào cái bài nói chuyện về chữa bú cổ, thế cho nên tôi chỉ nói chuyên về cái này thôi. Về sau này tôi sẽ lặp lại nó trong những bài khác, chẳng hạn như chữa gan, chẳng hạn như là giảm mập, chẳng hạn như là những vân vân, nhiều cái nữa lắm các bạn. Tôi sẽ không tiện nói ra đây nhé, vì nó sẽ làm loãng đi cái phần bài của tôi. Đó, cái cây này các bạn nhìn coi, đó cái hoa nó vậy thôi nè. Đó, các bạn nhìn cái hoa nó nè, lát hồi cái nó để yên coi, tôi bảo nghe, tôi ngắt một cái hoa nhé. Nó ra cái bông này, cái lát hồi nó phát tán thành bông, nó bay đi, nó bay đi khắp nơi luôn á. Hoa nó vậy đó, cái mùa tháng 9 đến tháng 2 là nó ra bông. Hôm nay tháng mấy nhỉ? Tháng 8. Thành ra bây giờ nó đang ra bông nè, đó, nó ra đúng mùa luôn các bạn. Đó, thành ra ta để ý nhá. Bản thân cái thằng này á, nó cái vết thương mà người ta làm lên á, mà bị thương á, người ta lấy cái lá người ta giã, ta cho vào á, nó lành vết thương. Và ta sợ con đỉa, người ta lấy ta bôi, ta giã cái lá ta bôi lên, ta cho vào cái da, ta đi nước, nó con đỉa nó không có dám cắn người ta. Nó còn nhiều công dụng lắm các bạn nha. Thôi bây giờ mình chỉ chia sẻ tới đây thôi, là về công dụng của cái hỗ trợ chữa bướu cổ, thuốc nam, bài thuốc nam hỗ trợ chữa bướu cổ bằng cây rau tàu bay, cây kim thất nha các bạn. Bây giờ là tôi nhắc lại một lần nữa, các bạn dùng cái lá khô là 20 gram với lại 1 lít nước, các bạn còn sắc lại nấu lại chừng khoảng còn lại 75ml chúng ta dùng. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng lá tươi như sau. Lá tươi thì nhiều hơn, thì một ít. Thay vì cái kia mình dùng 20 gram khô, thì bây giờ mình dùng lá tươi phải 30 gram. 30 gram và ta dùng cũng 1 lít nước, còn lại 75ml. Rồi ta uống trong ngày, các bạn. Đó, thì coi như ta được cái công dụng của nó, để nó hỗ trợ cho chữa bướu cổ. Các bạn nhớ này, cái bướu cổ thường là suy giáp, cường giáp, hay là cái phần mà giáp nhân, rồi tuyến giáp. Nhưng mà các bạn biết không, trong trường hợp các bạn bị bướu bằng cái di truyền hay là thiếu iốt, nó cũng ra bướu cổ. Tại sao bị bướu cổ thì sau này có những cái bài mà tôi liên quan tới. Nhưng mà thời kỳ chúng ta lớn tuổi rồi thì cái hormone nó cũng biến chuyển, thì trong người nó có nhiều cái rất là nguy hiểm. Đó, cái hormone thay đổi thì cái tuyến giáp của mình nó cũng đi theo cái hoạt động mất lộn xộn lắm, để cho nên nó cũng nảy sinh ra nhiều cái vấn đề trong cơ thể. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn này, chúng ta trong trường hợp nếu nó thường giáp, nó thường là lành tính lắm, nhưng mà chúng ta sinh hoạt nó không bình thường. Ngày nào tôi cũng nhắc, bài nào tôi cũng nhắc, chúng ta sinh hoạt này thức khuya quá,
Điều thứ nhất, hay là chúng ta ăn uống nó không có điều độ, chúng ta ăn mì gói miết hả? Hay là trong cuộc sống chúng ta làm về kinh tế chúng ta bị lao dốc, chúng ta buồn, chúng ta suy nghĩ buồn, nó bị stress. Thì cái từ cái lành ở trong cái cổ chúng ta nó dẫn tới cái ác chẳng bao lâu đâu các bạn ha. Thế và chúng ta cũng nên, nếu người nào á mà thấy cái hiện tượng mà chúng ta đi khám mà có cái hiện tượng mà về bướu cổ, suy giáp, cường giáp gì đó, chúng ta đều uống được hết. Và nhớ này, các bạn đã uống thuốc tây, các bạn đã uống thuốc tây rồi mà các bạn mà dùng thuốc tây rồi mà các bạn dùng thuốc nam được không? Tôi nói được, nó không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nó có cách như thế này các bạn. Các bạn thể ví dụ như ta uống cái kia là thuốc tây, ta uống lúc 7 giờ thì thuốc nam ta sẽ dùng 8 giờ sau, 1 tiếng đồng hồ ta mới uống nha, để cho nó không có tẩu hỏa nhập ma lẫn nhau ha. Có vậy thôi. Hôm nay là cái bài thuốc mà bài số 8 hỗ trợ, rồi các bạn sẽ đón xem. À quên nữa, các bạn thấy tớ mà nói hay á thì các bạn phải like và subscribe cho tớ nhé. Cái phần này là người ta hay nhắc mình phải nói cái phần này lắm, vì khi mình làm cái gì cũng vậy, mình làm theo một cái hệ thống vậy. Rồi còn các bạn sẽ đón nhận được những cái bài tới nữa của tôi. À, tôi sẽ cố gắng tôi làm những bài thuốc hay hơn nữa cho các bạn nghe. Và đó là bài kế tiếp của tôi, là cũng chỉ chừng khoảng 5 phút thôi, là khi ta dùng thuốc bắc rồi, có những cái món thuốc nam rồi, có những cái món ăn hay là trái cây hay là ăn rau hàng ngày, nó khắc với lại cái thuốc ta dùng nha. Nó sẽ làm giả thuốc, hay nói cách khác là cái bài thuốc là làm giả thuốc, thì ta nên tránh cái gì nó không bị giả thuốc nha các bạn. Đó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi móp ha. Đó, móp cho coi lại cái cây là cây rau tàu bay đó, để cho các bạn thấy nhận định. Nhớ là cái cây lá nhỏ nó tốt hơn cái cây lá to đành đó nha các bạn. Đó, cái cây lá nhỏ nó tốt hơn cái cây lá to đành, nhớ nha. Rồi, cảm ơn các bạn, bye bye các bạn nhé. Các bạn chào đón các bạn nha. Cảm ơn đón nhận cái bài tới tiếp là ăn cái gì để nó né được cái giả thuốc nha các bạn. Cảm ơn các bạn.